Kính Đại Phương Quang Phần Quang Nghiêm Phẩm Như Lai Thầm Tăng Tương Hải Từ Ba Mươi Bốn Bây Giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát Bao Chờ Bồ Tát Rằng Chớ Văn Tự Đây Tôi Sẽ Vì Căn Ngài Mà Diện Đòi Những Tương Hải Của Như Lai. Trần đành đứng Như Lai có 32 bộ trang nghiêm đại nhận tướng, trong đó có đại nhận tướng tánh là quán chiếu tất cả phương khẩm phong vô lượng lưới đại quang minh, bộ dùng làm trang nghiêm thống báo cùng khắp kinh dạy mềm nhiên mọi mọi điều phóng ánh sáng ma ni bộ chiếu thế giới đều hiện thân phân sắc tương viên mạng. Đây là từ những cái có đại nhận tương tánh là vận nhàn quang minh vận dụng ma ni vương đề trang nghiêm sáng màu hình kim như tương long như trăng mày quang minh phóng ra đây chiếu khắp tất cả thế giới. Đây là từ ai cái có đại nhân tương tâm là sung mãn pháp giới vân dùng đề trang nghiêm phóng minh sáng đèn phước trí của Như Lai chiếu khắp mười vương tất cả pháp giới. Những thế giới hại trong đó hiện khắp tất cả chư phật và chư bồ tát. Đây là từ ba kế có đại nhân tương tánh là tỳ hiền vô chiếu văn trang nghiêm bằng chân kim ma ni nhân nhiều bồ đó đều phóng quang minh chiếu bấn tư nghị coi nữ phật tận ca chứ phần xuân hiền trong quang minh. Đây đây là thứ tư kế có đại nhân tương tánh là phóng bố quang minh văn ma ni bồ vương thánh tinh trang nghiêm tây lu lê bồ làm hòa nhi ánh sáng chiếu khắp mười vương tất cả thế giới. Trong đó hiện khâm tấn ca thân biên ca ngợi trí huệ công đức của Như Lai đã tu hành thọ xưa. Đấy là thứ năm kế có đại nhân tướng tánh là tỷ Như Lai khâm pháp giới đại từ tại vấn bồ tát thân biến bồ nhiệm ma ni làm màu đầy đủ Như Lai lưng giang hồ tất cả bồ nhiệm quang luân làm tràng hoa quang luân này chiêu khâm thầm vương thế giới. Trong đó thì hiện tất cả Như Lai ngồi đạo trang đầy khâm mơ không vô lượng vạm giới. Đây là từ sau kế có đại nhân tương tên là Như Lai Phổ Đăng văn dùng đại tự tại bồ hài hay chẳng đông cõi nữa trong phạm giới đời trang nghiêm phóng tình quang minh chiếu khâm phạm giới. Trong đó khâm hiền công đức hài của tâm phương chư bồ tát và khâm miên trí huệ trang hài của tám thế chư phật. Đây là từ bảy kế có đại nhân tương tên là vô chiếu chư phần hoàng đại văn trang nghiêm với nhân đà la bồ như ý vương bồ ma ni vương bồ thường phong bồ tăng diêm đăng quán minh chiếu khắp mười vương tăng ca thế giới. Trong đó hiện hiện các sáng tương ngại của tăng ca chư phật và hiện hiện đại âm thanh ai thanh tinh lừng hài của tăng ca chư phật. Đây là thứ tám kế có đại nhân tương tánh là viên mạng quang minh vẫn trang nghiêm với các tướng bồ hoa bằng tượng diệu lưu lý ma ni vương phong lưới đại quang minh khắp mười phương tất cả thế giới. Tất cả chúng sanh đều thay đứng Như Lai hiện ngồi trước mình khen ngợi công đức vạn tăng của chư phật và chư bồ tát khiêng vào cảnh giới thánh tịnh của Như Lai. Đây là thứ chín kế có đại nhân tướng tinh là chiếu khắp tất cả bồ tát anh tàng quang minh vang trang nghiêm với những bồ hoa đêm bồ quang chiếu khắp vô lượng thế giới. Bồ nhiệm trùm cầm tăng cả quấn độ tâm vương thế giới thân đạt của ngài chẳng đồng phật am tiền thông pháp mai. Đấy là thứ mười kề có đại nhân tướng tinh là vô quang chiếu diệu văn trang nghiêm bằng tề lô lê nhân đà la kim cang ma ni bồ bồ quang ma ni sanh tương sáng tố chiếu khắp tất cả thế giới. Ai vang ra âm thanh vì diệu trang đầy pháp giới như thế đều trừ trị huệ đại công đức hai của chư phật mà quá hiện. Đây là từ mười một kế có đại nhân tướng tinh là chánh giá văn dùng tam bồ hoa để trang nghiêm. Những bồ hoa đó đều phóng quang minh đều có Như Lai ngồi đạo trang đầy bộ biên thế giới khiên gan thế giới đều khấm thánh tinh dựng hàng tấn ca vọng tượng phân biệt. Đây là thứ mười hai kế có đại nhân tướng tinh là quang minh chiếu diệu văn dùng bồ diệu
nhưng tan hai tâm vướng ma ni để trang nghiêm phong đại quang minh trong quang minh hiền hiền vô lượng bồ tát và bồ tát hành tăng ca như lai trí tăng và thân ca sáng tướng hai đại nhảy tam giới đây là tư mười ba kế có đại dương tương tịnh là trang nghiêm phổ chiếu văn dụng kim cang hoa tỳ lô ly bồ đề trang nghiêm phong đại quang minh trong quang minh có tòa đại vô liền mà đầy đủ trang nghiêm chế trong pháp giới tự nhiên diện tiêu bốn anh bồ tát tiếng đó thấu căn pháp giới ai đây là tư mười bốn kế có đại dương tương tịnh là hiện văn tam bụi hai hành văn văn một niệm đây hiện như lai vô lượng trang niệm trang nghiêm khâm tất cả phạm giới bằng tư nghị thế giới ai đây là tứ mười lăm kẻ có đại nhận tương tân là biến hóa hai phổ chiếu văn trang nghiêm với nhiều bồ liên hoa như núi tú nhi nhân bồ quang minh tự vận miền sanh hiện càng sơ biến hóa không có cùng tăng đây là tứ mười sáu kẻ có đại nhận tương tân là những thế như lai giải thoát văn trang nghiêm với nhiều bồ tánh tinh phóng đại quang minh trang nghiêm cả tòa sơ tơ của chư Phật thì hiện tăng ca sáng tướng của chư Phật và vô lượng Phật pháp cũng chư Phật sáng nay đây là thứ mười bảy đại nhân tương tăng là tự tại phương tiện phổ chiếu văn trang nghiêm bằng nhân tỳ lô ly hóa chân kim ma ni vương năng dựa pháp diệm văn phóng tất cả hoàng minh tánh tịnh bồ diệm mật văn của chư Phật trạng đây phạm giới trong đó hiện không tăng ca độ trang nghiêm đẹp tốt đây là thứ mười tám kẻ có đại nhân tương tịnh là giảng phân chung tánh văn trang nghiêm với vô lượng bổ quang đầy độ ngàn luân trong mọi tánh tịnh tự tiện căn thọ sở thành ra quang minh này chiếu khắp tầm vương thế giới vang mình trí nhớ tuyên bố pháp hài đây là thứ mười chín kẻ có đại nhân tương tịnh là hiện tăng ca tướng như lai tự tại văn trang nghiêm với những bồ anh lang lô ly bồ hoa phong đại bồ nhiêm đầy khắp phạm giới trong đó hiện khắp tam thế vô lượng chư phần bằng số vi trần trong tăng ca phần đồ như sơ tơ vương dung mạnh vội đều đầy đủ sẵn tương và trí huệ đây là thứ hai mười kế có đại nhân tướng tên là biến chiêu nhưng thiên pháp giới vân như lai bồ tượng thanh tịnh trang nghiêm phóng đại quang minh chiều khâm phạm giới hiện yên tăng ca vô lượng vô biên trí huệ nhiều tăng của chư Phật Bồ Tát đây là thứ hai mươi môn kế có đại nhân tướng tên là Tỳ Lô Giá Na Như Lai tương văn trang nghiêm với Bồ Hòa Thượng Diệu và Tỳ Lô Lê thanh tịnh diệu nguyện đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ứng ma ni bồ quang đầy khắp tăng ca ư không phạm giới trong đó hiện hiện vô lượng cõi phần đều có Như Lai ngồi kiện già đây là thứ hai mươi hai kế có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Nhân Tía Phật Quang Minh Văn Trang Nghiêm với nhân đèn bào đêm phong tình quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới đều hiện chớ văn chuyện pháp luân đây là thứ hai mươi ba kế có đại nhân tướng tên là Phổ Hiền Nhân Tía Trang Nghiêm Văn Trang Nghiêm với nhân bộ diêm phong tình quang minh tràn đầy phạm giới niệm niệm tương niệm bất cả thuyền tất cả chư văn và chư bồ tát ngồi nơi đạo tràng đây là thứ hai mười bốn kế có đại nhân tướng tên là xuân tân cả pháp giới âm thanh văn trang nghiêm với ma ni bồ hài và thượng diệu chiến đàng phóng lời đại diệm tràng đầy pháp giới trong đó diễn khâm âm thanh vi diệu hiện thị tất cả nghiệp mãi của tất cả chúng sanh đây là thứ hai mười lăm kế có đại nhân tướng tên là Phổ Chiếu Chư Phần Biệt Hóa Luân Văn Chư Lai Tịnh Nhãn dùng làm trạng nghiêm quang chiếu tất cả thế giới mười phương trong đó hiện khắp tất cả độ trang nghiêm của tam thế phần lai phán diệu âm diễn nói pháp hai văn đại bằng tứ y đây là thứ hai mươi sáu kế có đại nhân tướng tên là quang chiếu phần hai văn quang minh chiếu khắp tất cả thế giới không bề chướng ai đều có đứng như lai ngồi kiệt gia đây là thứ hai mươi bảy kế có đại nhân tướng tên là bồ đăng văn phong phân quán đại hoàng minh chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới trong đó hiện khắp tất cả chư văn và chư bồ tát cùng vấn thơ nghe các chúng sanh nơi đây là thứ hai mươi tám kế có đại nhân tướng tên là pháp giới vô sai biệt văn phong phân đại trí quang minh chiếu khắp mười phương cõi phần và tất cả vô tận
đạo tràng chung ơi vô lượng và mai trong đó hiện không càng tứ thần thông lại phan diệu ấm tỳ tâm sở tinh của các chúng sanh mà diễn đòi hành nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là thứ 29 ghe có đại nhân tướng tên là An Trụ Tăng Ca Thế Giới Hải Phổ Chiều Văn Phong Vô Quán Minh Trang Đây Tăng Ca Ở Không Pháp Giới Trong Đó Hiện Cầm Đạo Trang Tình Diệu và Tăng Tướng Trang Nghiêm Cổ Phật Cùng Bồ Tát Kiên Ai Ngờ Thấy Điều Được Vô Số Kiên Đây là thứ 30 ghe có đại nhân tướng tên là Những Thiên Bồ Thanh Tịnh Quán Diệm Văn Phong Vô Lượng Quán Minh Thanh Tịnh Ba Ni Diệu Bồ Cô Chư Phật và Bồ Tát chiêu khắp mười phương tất cả pháp giới trong đó hiện khắp chư Bồ Tát ơi đều đầy đủ thần lực của Như Lai Tường Vũ Anh Tâm Vương cùng tăng coi ư không tăng ca sáng vần đây là thứ 31 kế có đại những tương tính là chiêu khắp tất cả pháp giới trang nghiêm văn tăng ca tướng lăng lăng quân cao trang nghiêm với diệm vô đạn kim nhân đà la vong phong tinh quang văn trang đây pháp giới niệm niệm thượng hiện tất cả thế giới chư văn Bồ Tát đạo trang chúng hồi đây là thứ 32 trên đây là 32 tướng đại dựng trang nghiêm trên đánh của Đức Như Lai giữa chẳng mây của Đức Như Lai có đại nhân tương tên là biển pháp giới quang minh văn trang nghiêm với ma ni bồ hoa vong đại quang minh độ nhường bồ sáng dương như mặt trời mặt trăng số thấu thanh tinh quang minh này chiều khắp mười phương quần đồ trong đó hiện liên tất cả thân phân lại xuân diệu âm tiên dương phá mai đây là từ 33 mắt của Như Lai có đại nhân tướng tên là tự tại vô kiến văn trang nghiêm với những diệu bồ ma ni bồ quang tâm tinh sang suốt thấy khắp tất cả đều không chướng ngại đây là từ 34 mùi của Như Lai có đại dương tướng tên là những tiết thần đạo trí huệ văn trang nghiêm với diệu bồ thanh tịnh những hoàng minh bồ sanh dẫn về trên đó trong đó xuân hiện vô lượng quá phần tọa bồ liên quá hoa định nghe thế giới vì tất cả bồ tát và tất cả chúng sanh diễn bất tư nghệ phật pháp hài đây là thứ 35 lời của Như Lai có đại nhân tướng tịnh là thị hiện âm thanh âm tường vần trang nghiêm với diệu bồ nhiều màu do thiện căn nhiều đời trước thành tu lời đó lòng dài che khắp tất cả thế giới hài đường Như Lai hận vui về vị tiêu tăng phong tất cả ma ni bồ hoàng quang minh này chiều khắp mười phương pháp giới hay làm cho tất cả tâm được thánh lương cả chư phần đều hiển nhiên sáng rỡ trong quang minh đó điều phà cấm thanh vi diệu quang đài khắp tất cả cõi trụ vô lượng kiếm đây là từ 36 lời của Như Lai lại có đại nhân tướng tinh là pháp giới văn bằng hoàng căn từ bảo trang nghiêm phong diệu bồ quang sắc tướng điều viên mạng như quang minh tự giữa chẳng mây phóng ra quang minh này chiều khắp tất cả cõi phần chỉ vì trần hiệp thành không có tự tánh trong quang minh lại hiện vô lương chư phần đều vạn nhiều âm tiếng tăng cả bạp đây là thứ 37 đầu lời của Như Lai có đại dựng tự tánh là chư pháp giới quang minh văn như ý bồ vương tư nhiên năng xuống bồ diệm bầu chấn kim trong đó anh điện tăng cả phần hai lại phán diệu âm tràn đầy tăng cả vô biên thế giới trong mọi mọi diệu âm đồ tăng cả âm thanh đều diện thiết pháp người nghe tâm vui đêm trời vô lương kim nghiêng ngầm chẳng quanh đây là thứ 38 đầu lời của Như Lai lại có đại nhân tướng tên là chiều diệu pháp giới văn dùng ba đi bồ vương đề nghiêm xuân tượng hoàng minh vi diệu đây khắp mười phương vô lượng cõi được khắp pháp giới điều thanh tinh trong đó đều có vô lượng chư phật và chư bồ tát đều phán diệu âm phương tiện cải thay hiện tiền tinh thọ đây là thứ 39 hàm trên trong miệng của Như Lai có đại nhân tương tánh là thị hiện bằng tư nghị pháp giới văn dùng nhận đà la bồ và tề lô ly bồ đề trang nghiêm diệm thanh tịnh quang văn đề khắp tất cả pháp giới mười phương thị hiện căn tư thần thông phương tiện khắp tất cả thế giới hai cải diệu pháp thành tâm bậc tư nghiệp đây là thứ 40
mười trăm miền của Như Lai phía dưới đắng nánh hồ có đại nhân tương tánh là Phật nhà văn tướng luân chư văn bằng những bồ ma ni dùng trang nghiêm phẩm đại quang minh chưa khâm vạm nhớ trong đó hiện khẩm tăng ca tăng phật châu lô thầm phương gái ngô quần xanh đây là từ 41 phía trên đắng nánh hồ có đại nhân tương tánh là bồn diệm di lô tạng luân trang nghiêm với ma ni bồ tát hướng diệm thanh tịnh quang minh mọi mọi quang minh trắng đây pháp giới thì hiện tất cả tận lực của chư phật là hiện tất cả đạo tràng tịnh diệu trong thập phương thế giới 42 phía dưới răng nanh ta có đại nhân tương tấn là bồ đăng phổ chiếu văn trang nghiêm với tất cả diệu bồ nở hòa pháp hương phóng đăng diệm vân tinh tịnh quang minh đầy khắp tất cả thế giới hàng tăng ca chư phật mời tòa liên hoa tăng sư từ chúng bồ tát vi nhiều quánh phần đây là từ 43 phía trên răng nanh ta có đại nhân tương tấn là chiếu hiện dư lai văn trang nghiêm với thanh tịnh quang minh diệu phù đàn kim phần đại diêm luân đầy khắp pháp giới trong đó hiện cầm tấn cả chư phần dùng tăng lớn của không lù bồ pháp nhu pháp đăng pháp bồ già qua tất cả chúng sơ tác đây là thứ 44 răng của Như Lai có đại nhân tướng tên là Phổ Hiền Quang Minh vắng vừa mọi loài răng có tướng hai trang nghiêm nếu lô phần vị tiêu điều phần quang minh đồ nhân bồ sáng bồ diêm ma ni huyền chuyển xoay phía u lù bồ pháp giới điều cũng khâm về ngôn âm của Phật tiến hành Phổ Hiền đây là thứ 45 mới Như Lai có đại nhân tướng tên là anh điện tất cả bồ quang văn phóng quang minh hoàng đại hồ diêm bồ đàn kim màu liên ma mở tất cả bồ chiếu khâm vạn giới làm cho điều thánh tình đây là từ 46 cô Như Lai có đại nhân tự tấn là phổ chiếu tất cả thế giới vân trang nghiêm với ma ni bồ vương mềm duyên mình phong tề lô giá na thanh tinh quảng minh đầy khắp mười phương tăng ca thế giới trong đó hiện khắp tất cả chư phần đây là từ 40 mày vài hồ của Như Lai có đại nhân tự tấn là Phật quang đại nhân tuyệt bồ văn phóng quang minh màu tăng ca bồ màu chân kim màu liên mơ thành lưỡi bồ diệm chiêu khắp pháp giới trong đó hiện khắp tăng ca bồ tát đây là từ 48 vài hồ của Như Lai lại có đại nhân tướng tuệ thăng bồ phổ chiếu văn màu thánh tinh như vàng diêm phù đàn phật ma đi quang tràn đầy pháp giới trong đó hiện hiện tăng cả bồ tăng từ 49 vai tả của Như Lai có đại nhân tương tánh là tuệ thăng quang chiếu pháp giới văn cảnh tứ trang nghiêm như trên đành và giữa mai phong bồ quang minh màu vàng diêm phù đàn màu liên hoa thành lưới sáng lớn tràn đầy pháp giới trong đó thì hiện tất cả tăng lực đây là thứ 50 vai tà của Như Lai lại có đại nhân tương tấn là quang minh biển diệu văn tương đó say về về hồ trang nghiêm với ma ni bồ vương màu vàng diêm phù đàn phật nhân quang minh bồ hóa dương diệm đây trong đó hiện khắp tất cả chư phật và cùng tất cả cõi nước nghiêm tình đây là từ 51 vai tà của Như Lai lại có đại nhân tương tấn là phổ chiếu diệu văn tương đó say phi hồ vị mừng trang nghiêm phong quang minh thanh tịnh phật đăng diệm vận đây khắp pháp giới trong đó hiện tăng cả bồ tát nhân sở trang nghiêm đây điều diệu hào đây là từ 50 ái dương ngừng Như Lai có đại nhân tương hình như chấn vàng tên là kiến tương hài văn trang nghiêm với ma ni bồ hòa phóng nhân quang diệm vận bồ tát ca bồ tràn đầy phạm giới làm cho khắp tăng tình lại phát diệu ấm diện thông pháp mai đây là thứ 53 bên hồ tương kiết tường có đại nhân tương tăng la thị hiện quảng chiêu văn dụng lưỡi nhân đà la đế trang nghiêm phóng đại quảng luân đầy khắp phạm giới trong đó hiện khắp vô lượng chữ phần đây là thứ 54 bên hồ tương kiết tường lại có đại nhân tương tăng la phổ hiện Như Lai văn dụng ba ni bồ quan của chư bồ tát đề trang nghiêm phóng đại quảng minh chiếu khắp mười phương tăng ca thế giới điều làm cho thanh tịnh trong đó thì hiện tam tề phần ngồi nơi đạo tràng an miền tăng lực tiếng trong pháp tài đây là thứ 55 bên hồ tướng kiết tường lại có đại nhân tương tánh là khải phu hòa văn trang nghiêm với ma đi bộ hòa phóng bộ hương diệu đăng thanh tịnh quang minh tạng như liên hoa đầy cộng phạm giới đây là thứ 56 bên hồ tướng
kiệt tương lai có đại nhân tương tính là khả diện là kim sáng văn trang nghiêm với ma ni vương tất khả bồ tâm vương tạng phận tình quang minh chiếu khắp phạm giới hiện tất cả trong đó như phần nhãn quang đại quang minh ma ni bồ tát đấy là thứ 57 vẫn hữu tướng kiện tương lai có đại nhân tương tính là vân hải vân dung trang hoa tỳ lộ ly bồ hương đắng đế trang nghiêm phong quang minh tâm tình ma ni bồ vương hương đăng đại viên đầy ư không cấm mười phương tất cả quần độ trong đó hiện cấm đạo tràng chúng ngồi đây là thứ 58 bên tà tướng kiên tường có đại nhân tướng tên là thị hiện quang minh văn vô số bồ tát tòa bồ liên hoa dùng lãng trang nghiêm phong quang minh ma ni vương bồ diệm tâm tình cấm tất cả pháp giới ai trong đó thị và lương văn và vận diệu âm diện tiếng ca pháp đây là từ 59 bên tà tượng kiên thường lại có đại nhân tương tình là tỷ hiện cấm pháp giới văn 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 dụng mà ni bồ hai đề trang nghiêm phóng đại hoàng bình khâm tân ca coi trong đó hiện cấm ca chung bồ tạng đây là thứ 60 bên tà tượng kiết tường lại có đại nhân tương tình là phổ thần văn trang nghiêm với trang nhân quang minh ma ni vương bồ lưng phóng đại quang diệm tràng đại pháp giới những thế giới hài trong đó thì hiện tất cả thế giới tất cả như lai tất cả chúng sanh đây là thứ 61 bên tà tương kia tương lai có đại nhân tương tân là chuyện pháo lớn diệu âm vân trang nghiêm với tất cả phạm đăng thanh tình hương nhĩ phong đại hoàng minh tràng đại pháp giới trong đó hiện cảm tất cả chư phật có bao nhiêu tương ai và tâm ai đây là thứ 62 bên tà tương kia tương lai có đại nhân tương tình là trang nghiêm văn dùng tâm tế tất cả phần ngài để trang nghiêm phân tình quang minh nghiêm tình tất cả phần đồ trong đó hiện khâm tấn ca tạp phương chư văn chữ bồ tát và những hành sở hành của chư phật chư bồ tát đây là thứ 63 tây ủ của như lai có đại nhân tương tình là hải chiếu văn càng báo trang nghiêm hằng phong nguyện diện tâm tình quang minh trạng đầy hư không tất cả thế giới phán đại âm thanh khen người tăng ca bồ tát anh đây là thứ 64 tây hữu của như lai lại có đại nhân tương tánh là anh niệm chịu diệu văn dùng tề lô ly đế thanh ma ni bồ hoa đề trang nghiêm phóng đại quang minh chịu khâm liên hoa tạng ma ni tạng tất cả thế giới của tam phương bồ tát an trụ trong đó điều hiện vô lượng chư phận dùng tình pháp thân mỗi coi bồ đề trong đồng tấn ca coi nữ mười phương đây là từ 65 tây hữu của như lại có đại nhân tương tâm là đăng diêm mang phổ niêm tình vẫn dùng tỳ lô giá na bồ đề trang nghiêm phong đại quang minh tâm lưỡi biên hoa trong đó hiện cảm nhân chúng bồ tát đều đòi mùa quan diện nhân hành này đây là từ 66 tay hồ cổ như lai lại có đại nhân tương tâm là phổ hiện tăng ca ma ni vẫn dùng liên hoa diêm đăng đề trang nghiêm phong hai tăng quang đầy khâm pháp giới trong đó hiện cảm chư phần mời tòa liên hoa đây là thứ 67 như lai lại có đại nhân tương tình là quang minh văn dùng ma ni diệm hài đề trang nghiêm phân nhân quang minh thanh tịnh vô điểm diệm tràng đầy tấn ca thế giới trong đó hiện khâm đạo trạng của chư phân đây là thứ 68 tây tà của như lai có đại nhân tương tình là tề lô ly thanh tịnh đẳng văn dùng bồ đề diệu sanh đề trang nghiêm phân như lai kim sắc quang minh niệm niệm thường hiện tăng ca đỗ trang nghiêm thường diệu đây là thứ 69 tây tà của như lai lại có đại nhân tương tánh là những tiên xa trí huệ đắng âm tánh văn dùng dường đã là vòng kim càng hoa đề trang nghiêm phóng nhiêm vô đăng kim tâm tình quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới đây là từ 70 tây tà của như lai lại có đại nhân tương tánh là an trụ bồ liên hoa quang minh văn dùng những bồ diệu hoa đề trang nghiêm phóng đại quang minh giữa tôi gì đang chiếu khắp tất cả thế giới mười phương đây là thứ 71 tây tà của như lai lại có đại nhân tương tánh là biên chiếu pháp giới văn dùng tràng hoa diệu bồ bình đời nhân đà la và những diệu tướng đế trang nghiêm phong đại quang minh chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương trong đó thị hiện tất cả pháp giới tất cả thế giới ai tất cả như lai ngồi tòa liên hoa đây là thứ 72 ngón tay hồ của
Như Lai lại có đại nhân tướng tánh là hiền chư kiếp sáng hại triền vân dùng thế nguyện diệm tàng ma đi vương tất cả bồ hòa đề trang nghiêm phong đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hàng phạn âm thanh vi diệu không tất cả coi đây là thứ 73 ngón tay ta của Như Lai có đại nhân tướng tánh là an trụ tất cả bồ vân dùng đề thánh kim cang bồ đề trang nghiêm phong ma đi vương chúng bồ quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện cầu tất cả chư phật và chư bồ tát đây là thứ 74 bàn tay hữu của Như Lai có đại nhân tướng tánh là chịu diệu vân dùng ma đi vương thiên bất bồ luận đề trang nghiêm phong bồ quang minh xoay phía hồ tràn đầy pháp giới. Trong đó hiện cầu tất cả chư phật bội bội tăng phật quang minh rừng rỡ chiếu pháp độ người làm thanh tịnh thế giới. Đây là thứ 75 bàn tay ta của Như Lai có đại nhân tướng tánh là diệu luân phổ tăng trường hóa hiện phạm giới đạo tràng vân dùng nhật quang ma đi vương thiên bất luân đề trang niệm phóng thái quang minh tràn đầy tất cả những thế giới hại. Trong đó thể hiện tất cả bồ tát diện tiệt tất cả hình hài của phổ hiện vào khâm tất cả phấn đấu mọi bồ tát đều khải ngộ vô lượng chúng sanh. Đây là thứ 76 ấm tạng của Như Lai tượng tánh là vô lô xứng phân âm thanh vân dùng tất cả diệu bồ đề trang nghiêm phong ma ni đắng hoa diện quang minh chiếu sáng rừng rờ đủ những màu sắc chiếu khắp hư không pháp giới. Trong đó hiện cầm tất cả chư phật vũ hành hoa lại cùng cấm mọi nơi. Đây là từ 77 hồng hồ của Như Lai có đại nhân tướng tinh là bồ đăng mạng phổ chiếu văn gắn bao ma ni dùng để trang nghiêm phong bất tư nghi vô diệm quang minh văn bày bởi phương tất cả pháp giới. Phạm giới đồng làm một tướng mà hay xứng sanh tất cả tường trong mỗi mọi tướng đều yên thần biên tự tài của chư văn. Đây là thứ 78 ông tà của Như Lai nhận tương tân là thị hiện tận ca pháp giới hài quang minh văn cứ không như liên quan nghiến sứ với nhiều bồ thánh tình phận lời quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới mười phương. Trong đó hiện cảm nhận tướng đêm đây là từ 79 Như Lai có đại nhân tướng tánh là vô hiện văn dùng ba ni nhiều màu để trang nghiêm về và phẩm chân trên dưới xứng nhau phong ma ni diệu diệu vào quang minh trong ngôn niệm hãy thi hiện cầm tân ca vô bỏ tương hai của đăng bồ vững. Đây là thứ 80 vê ta của Như Lai có đại nhân tướng tánh là hiện tất cả vật vô lượng tương hại văn dùng tất cả vô ai thị thân an trụ đề trang nghiêm vô hành rộng lớn phân tình hoàng minh chiêu khắm chúng sanh điều khiển mong cầu phật pháp vô thượng. Đây là từ 80 mong bấm chân lộc vương y ni diên bên hữu của Như Lai có đại nhân tương tánh là tận ca hư không pháp giới văn dùng quang minh diệu bồ đề trang nghiêm tương đó tròn thẳng để phong quang minh thánh tình màu vàng diệm phủ đang chiếu khắp chư phần thế giới phản âm thanh lớn đều chẳng đông khắp nơi lại hiện tận ca quấn độ của chư phần trụ như hư không bố diệm trang nghiêm võ lương bồ tát hóa hiện trong đó. Đây là thứ 82 bầm chân lộc vương y ni diên bên tạ của Như Lai có đại nhận tương tánh là trang nghiêm hải vân màu như chân kim ấy khắp vô hành tất cả cõi vật phóng quang minh tất cả bồ tát tình trạng đầy pháp giới đa làm phận sơ. Đây là thứ 83 đồng trên bầm chân báu của Như Lai có đại nhận tương tánh là phổ hiện pháp giới ảnh tương văn lòng đó say bên hồ mỗi mọi đấu lòng phóng bồ quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới thị hiện tất cả tăng lực của chư phật nhân lỗ lắm đã đều phóng quang minh tất cả cõi vật đều yên. Trong đó đây là thứ 84 dưới bàn chân của Như Lai có đại nhân tương tánh là tất cả bồ tát ai an trụ văn màu như hoa xuyên thanh tịnh bằng vàng kim cang diêm phù đàn phong bồ quang minh chiếu khắp mười phương những thế giới hải mây bồ hương diêm cùng khắp mọi nơi luôn cân chân sắm bước đi thì ơi tâm lãng khắp độ dựng màu bao khắp văn giới. Đây là thứ 85 trên bàn chân ngộ của Như Lai có đại nhân tướng tánh là phổ chiếu nhân tiểu quang minh văn dùng tất cả các bao
đề trang nghiêm phân đại quang minh tràng đầy pháp giới tỳ hiền tân ca chư Phật chư Bồ Tát đây là thứ 86 trên bàn chân ta có Như Lai có đại nhân tướng tên là vô hiền nhân thiên chư Phật vân dùng Bồ Tát mà đi để làm trang nghiêm phân bùa quang minh hiện tân ca tăng biến ba phạm mai của phân đạo tràng của đấng Phật ngự ruột đến kiếm vị lại không gian đoạn đây là thứ 87 khoảng giữa ngọn chân ngô của Như Lai tượng tên là quán chiếu nhân tiết pháp giới hai vần trắng nghiêm với tu dĩ đăng mà đi vương tiến bước diệm lượng phận đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới nhân thế giới hai trọng đo hiện khắp tất cả nhân tướng bộ trang nghiêm của chư Phật đây là thứ 88 còn giữa ngọn chân ta của Như Lai có đại nhân tướng tên là hiện nhân tiết phần hai vần trang nghiêm với mã ni bồ hòa trang hướng diệm đăng bộ lần hằng vong bồ hải thanh tinh quang minh đầy khắp hư không khắp mới thế giới trong đó thì hiện những tượng chư vàng và thanh nấm viên mạng của tăng ca chư phương và chư bồ tát lợi ích vô lượng tất cả chúng sanh đây là thứ 89 của Như Lai có đại nhân tướng tên là từ đại chiếu diệu vận dụng bộ bảo đề thanh đề trang nghiêm thường vào Như Lai diệu bồ quang minh quang minh này đẹp tốt điều đồng bọn từ không sai khả trong đó thì hiện tăng cả chữ phân ngồi đạo tràng diện nơi dựa vào đây là thứ 90 đất chân ta của Như Lai có đại nhân tướng tên là thì hiện diệu âm chiến tiêu ba mại văn hai ma ni bồ hương diễm mai tu nhi hòa ma ni bồ và tỳ lô ly để trang nghiêm phong đài quang minh đầy khắp pháp giới trong đó hiện cầm tặng lực của chư phật chỉnh mười món lưng bàn chẳng hồ của Như Lai có đại nhân tướng tên là tỳ hiện tăng ca trang nghiêm quang minh văn ca bao làm thành rắn trang nghiêm đẹp phóng quang minh thanh tịnh bảo vàng diêm phụ đang chiêu khắp mười phương tất cả vạn giới đã như đại văn che khắp tất cả đạo tràng của chư phật đây là thứ 92 lưng bàn chẳng ta của Như Lai có đại nhân tướng tên là hiện chúng sanh tương văn dùng miệt diêm tăng tề lo giá na bồ ma nhân đà la ni bồ đề trang nghiêm niệm niệm vô hành ca pháp giới hai vòng ma ni đăng hương diệu quang minh đầy khắp pháp giới đây là thứ 93 chủ vi bàn chân ngộ của Như Lai có đại nhân tướng tên là phổ tạng văn dụng nhân đà la ni kim cang bồ đề trang nghiêm phong bồ quang minh đầy khắp hư không trong đó tỳ hiền tăng ca chư phật ngồi đạo tràng trên tòa sư tử ma ni bồ vương đây là thứ 94 bàn chân ta của Như Lai có đại nhân tướng tên là quang minh biến chiêu pháp giới văn dùng ma ni bộ hòa đề trang nghiêm phong đại quang minh tràn đầy pháp giới bình đẳng một tướng trong đó thì hiện tăng ca thắng lực tự tay của chư phật và chư bồ tát dùng đại diệu âm diện tiêu pháp giới vô tận pháp môn đây là thứ 95 đạo ngón chân hồ của Như Lai có đại nhân tướng tên là tỳ hiện trang nghiêm văn răng đang bên tân dùng chân kim thanh tinh diệm phù đàn để trang nghiêm phong đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới trong đó tỳ hiện vô tăng phạm ngoài đường thần tông biển hoa của chư phật chư bồ tát đây là từ 96 đầu ngón chân ta của Như Lai có đại nhân tướng tên là hiện nhân tiêu phá thần vương tự nghị phở quang minh nguyên diêm vô hương mã đi bộ diêm lưng đề trạng nghiêm võng quang minh thanh tịnh diệu bồ sáng đầy khắp tấn ca thế giới hai trong đó tỳ hiện tấn ca chư phật và chư bồ tát ca phật và mãi đây là từ 97 chư phân tư tỳ lộ giá này Như Lai có hoa tăng thế giới hai vi trạng sổ đại nhân tướng như vậy mọi mọi thân phận của Như Lai dùng nhân tướng vì diệu bao đêm để trang nghiêm kính đại phương quang phật quang nghiêm phẩm Như Lai tỳ hảo quang minh công đức thứ 35 bây giờ đường thế tôn bà bồ tổ bồ tát đăng phân tư đặng chánh gia có tỳ hào tên là viên mãn vương trong tỳ hào này phóng đại quang minh tên là sĩ thanh có bảy trăm vạn a tăng kê quán minh nam viên thuộc Bồ Tát ở cùng trời đâu xưng ta phong đại quang minh tên là quang tráng vương chiếu mười phần sáng vì trần số thế giới trong nhân tề giới đó
địa ngục gặp được quang minh này thì liên hình có được mười thứ thanh tịnh nhang nhị tỷ tiệt thân vậy. Cũng như vậy họ đều vui mừng ơn ở từ địa ngục chánh họ sanh về cõi trời đâu sừng. Trong cõi trời này có cài trong tinh là thâm khai nhau ký nhân trời mới sanh xong thì cài trong đó phản âm bảo họ rằng này cán thiên tử do người chẳng phóng và cờ cho đứng như là gieo căn lành ngày trước gần gũi các thiện trì thân của đấng Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát. Các người thoát khỏi địa ngục mà sanh về đây phần từ dưới bàn chân của Bồ Tát có thiện bất luận tên là quảng minh phổ chiếu vương nơi đây có tỳ hào tên là viễn mang vương thượng phóng bốn mươi thứ quang minh trong đó có một quang minh tên là thanh tịnh không được có thể chiếu ức na do ta phần sáng vi trần số thế giới thì những nghiệp thành những nghiệp là của chúng sanh đều làm cho họ được thành tục. Chúng sanh nơi A Tỳ Địa Ngục gầm quang minh này thì điều mang chúng sanh về cõi trời đâu xứng đa sanh tiên rồi thì nơi trong phát âm bảo họ rằng lành thay các thiên tử Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát nhâm ly câu tam bụi các thiên tử nên đánh lễ các thiên tử nghe tiếng trong phát âm kiên cao như vậy đều nghĩ rằng là luận nguyện có những gì mà phán tiên vi diệu như vậy tiên có liền bảo các thiên tử rằng tiếng của ta phát ra là do sức dương tiên căn làm thanh chữ thiên tử như ta nói ta mà không chấm ta không chấm của ta tất cả chữ Phật cũng như vậy tử nói là tiền mà chẳng chấm ngã và ngã sơ chữ thiên tử như âm thanh của ta chẳng từ vượng đồng đến chẳng từ mười phương đến nghiêm bao thành Phật cũng như vậy chẳng phải từ mười phương đến chữ thiên tử như các người xưa ở địa ngục thân và địa ngục chẳng phải mười phương đến chỉ do các người điên đảo mang nghiệp ngu si triền vượng mà sanh tấn địa ngục đại không căn bổn không có chỗ nào đến chư thiên tử do ai đứng lưng của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát nên có quang minh phóng ra những quang minh này chẳng phải từ mười phương đến cũng bấy tiếng điên cổ ta phán ra cũng chẳng phải từ mười phương đến chỉ do sư tam bụi thiền càng xứng mai đứng bát nhà bà la mật mà xưng như vậy thì hiện những tự tại như vậy chữ thiên tư như núi tu di chánh đành có cung điện tượng diệu của tam thấm tam thiên các đồ vui sương những đồ vui này chẳng phải từ mười phương đến cũng vậy tiếng thiên cổ ta chẳng phải từ mười phương đến chữ thiên tư vì như ứng na do ta phật xà vì trần số thế giới đều nghiêng ra thành vi trần ta vì chúng sanh như số vi trần này theo sở tính của họ mà thiệt pháp khiến họ rất vui mừng ta đối với họ chẳng sanh mối chán chẳng sanh tối khiếp chẳng sanh kiêu mạn chẳng sanh phóng dật chư thiên tử Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát trụ ly cầu tam bối cũng như vậy nơi bàn tay ô trong bồ tỳ hào vẫn một quán minh xuân niên vô lương thần lực tử tay tất cả thanh văn còn chẳng biến đơn quân là các chúng sanh chư thiên tử cạn người nên qua cúng dương và gân gùi bồ tát đó chớ có tham đắm nơi đồ vui ngô dục tham nơi đồ vui ngô dụng đi chướng nhưng thiền cần chớ tiên tự vì nhờ kiếm hòa đồn cháy nuôi tu di tiêu tan không còn sẵn từ tham dục ràng buộc đời tâm cũng như vậy tròn chẳng thể sánh long niệm phật chớ thiên tự càng người nên phải biết ơn và báo ơn nhưng chúng sanh chẳng biết ơn và báo ơn phần nhiều anh tự tự đòa vào địa ngục chứ thiên tự các người xưa kia trong địa ngục nhờ hoàng minh chiếu đến thân mà thoáng nơi kia sanh về đây các người phải mau hồi hương tăng trường thiền căn chứ thiên tự như ta thiên cổ chẳng phải nam chẳng phải nữ thiên vô lượng vô biên sự bất tư nghị cũng vậy chữ thiên tự các người chẳng phải nam nữ mà hay thọ dụng những thứ cung điển viên lâm tượng diệu như thiên cổ ta chẳng sanh chẳng diệt sẵn thọ chẳng hành tướng cùng như vậy chẳng sanh chẳng diệt các người nếu có thể hiểu được như vậy nên biết đã là được nhập vô ý chữ thiên tự nghe tiếng trong trên đây xong đều được chưa từng có liền hóa làm một vạn lùm mây hoa một vạn lùm mây hương một vạn lùm mây ấm nhạc một vạn lùm mây trang một vạn lùm mây lòng một vạn lùm mây cá tùng rồi cùng nhau qua cung điện của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát ngự đồng chấm tay cung kinh đứng qua một phía muốn được chiêm ngưỡng Bồ Tát mà chẳng được thấy bây giờ có vị tiếng tự bảo rằng Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát đã ăn nơi đây mà sanh xuống nhân gian nơi cung của nhà vua Tịnh Phạn ngự lao các chiến đàn ở tại
bà ma giá phu nhân chờ tiếng tờ dùng tiền nhà xem thấy tăng bồ tát ở nhà vua thành vàng tại nhân gian phạm thiên dục thiên chầu hậu cung dường chờ tiếng tờ đều nghĩ rằng nếu chúng ta chẳng đến thăm viếng thứ hồi bồ tát mà ai trước nơi tiếng cung này dầu chỉ một niệm cũng là không nên mời mời thiên tờ cùng quyến thuộc mười na gió ta người sầm sửa xuống diêm phù đề trong thiên cổ vạn âm bảo rằng chờ tiếng từ này bồ tát chẳng phải mạng chung ở đây mà sẵn nơi kia chỉ dung thẳng tâm thì cơ nghi của tâm chung sẵn làm cho họ được thấy như ta hiện nay chẳng phải mắng tay mà hay vắng năm đại bồ tát nhắm ly câu tam muội cũng như vậy chẳng phải mắng thấy mà hay thì hiện tỏ sanh gác nơi lìa vẫn biết trợ kêu mà không diêm trước chờ thiên từ nên vàng tâm vô thường bồ đề trị sanh đi mình dình ngoại nghi lành sao mới trừ tấn cả nghiệm chương phiền nào chương bao chương kiên chương dùng ảnh pháp giới chúng sanh số thân đầu lợi dụng ảnh pháp giới chúng sanh số tăng nghiệp lành ngự nghiệp lành đi nghiệp lành sao mới trừ những chứng tội lỗi chưa tiếng tư nghe lời này rồi được chưa từng có tâm rất quan nghi mà hỏi thiên cổ rằng đại bồ tát làm thế nào sao mới trừ tăng cả tội ác do sơ thiện căn tam muội của bồ tát thiên cổ phát ngâm bảo rằng chữ tiên từ bồ tát biết cái nghiêm chẳng từ phương đông đến chẳng từ mười phương đến mà đồng chữa nhóm ở nơi tâm chỉ từ điển đạo sanh không có trụ xứ bồ tát quyền định thấy rõ như vậy không có nghĩ làm chữ tiên cổ ta nói nghiệp nói bao nói hành nói dời nói hỷ nói an nói các tam muội chư phật và bồ tát cùng như vậy nói ngà sợ nói chúng sanh nói tham sân si nói các loại nghiệp mà thiện ra không ngà không ngà sợ những nghiệp tạo ra quả báo của sáu loài tìm cầu mười phương đều chẳng thể được vì như tiếng thiên cô ta chẳng sẵn chẳng diệt chớ tiếng tạo ác chẳng nghe tiếng khác mà chỉ nghe tiếng địa ngục giang ngộ cung vậy tất cả các nghiệp chẳng phải sanh chẳng phải diệt thì có tố tâm thì tạo lại quả báo như tiếng cô ta phán âm trong vô lượng kiếp chẳng thể cùng tăng không gián đoạn đều không có lai không có khứ nếu có khứ lai thì là đó tương tâm cả chứ phần tròn không nói có pháp đoan thường được dùng phương tiện để thành tựu chúng sanh như thiên cổ ta phán âm thì tâm chúng sanh trong vô lượng thế giới điều khiển được nghe cũng vậy tất cả chư phần tỷ tâm chúng sanh điều khiển được thấy như có cái gương ba lê tên là nắng chiếu gương này trong sành sáng suốt lần vô lượng vô biên bằng mười thế giới trong căn quân độ tăng cả hình tướng của núi sông của mọi loài nhắn đến ngà quỷ sâu sanh địa ngục đều hiện trong gương đó này chứ thiên từ các ngươi nghĩ thế nào nhưng âm tượng kia có thể cho là đến và trong gương rồi từ gương mà đi chẳng đáp rằng không thể nói thế được này chữ thiên từ cùng vậy tăng ca các nghiêm dầu hay xuất sinh quát và báo mà không cho đến và đi ví như nhà yên tân miễn mắt mắt người biết cũng như vậy nếu biết được như trên đây thì là chân điên sám hối tất cả tội ác đều được thánh tình luôn nói pháp này chữ đầu xướng thiên từ trong trong ngàn ước nơi do ta phật xà vi rằng sao thế giới được vô sanh pháp nhận vô lượng bậc tư nghị vô sở lùng dùng tiếng đưa vạn tâm vô tương bồ đề trong trời lùng dùng tăng ca tiếng đưa điều bò thắng đưa phán tâm vô tượng bồ đề bấy giờ chưa thiên tự nghe nói phổ hiên quan đại hội hướng vì được thâm địa vì được chư lực trang nghiêm tám mùi vì dùng ba nghiệp thành tình bằng số chúng sanh mà sám hối trừ tất cả những trong chương ngàn ngược na do ta phật xa vi trần sổ hóa sen thất bộ trên mọi mọi hóa sen đều có bồ tát ngôi kiên nhà phóng đại quang minh bồ tát nơi mọi tùy hào phong quang minh bằng số chúng sanh trong quang minh đâu có chư phật bằng số chúng sanh ngồi kiến gia theo tâm của chúng sanh để tiếng phạm mà còn chữ hiện xưng chúng minh phần của lý câu tám mươi mấy giờ chưa tiếng từ đêm dường hoa trên lại ở trên tâm mỗi lô long hoa làm dường mấy hoa đều bằng số chúng sanh cúng dường đứng tỳ lô giá na như lai bằng cành rải hoa lên chỗ phân tất cả hoa đó đều dùng ở trên thân phần những mấy hương rưỡi khâm vô lượng và xa vi trần sổ thế giới nếu có chúng sanh nào thân được thắm hương thì được an lạc như tỳ kheo nhằm đệ tử tiên tất cả nghiệm chướng đều tiêu diệt nếu có ai
được người thì đối với năm trăm sắc thánh hương vị, và sống trong đó có 500 viên nào, người đó cũng có 500 viên nào, kẻ tham nhiều có 2 vạn 1 ngàn viên nào, kẻ sân nhiều có 2 vạn 1 ngàn viên nào, kẻ xí nhiều có 1 vạn 2 ngàn viên nào, kẻ đăng phần có 1 vạn 2 ngàn viên nào. Đó biết tất cả điều ư vọng rồi được thành tố hương tràn vần tự tại quang minh thanh tịnh thiện cần. Nếu có chúng sanh nào thấy lòng đó thì vào được một thanh tịnh kiệm vòng chuyện luân vương một hằng à xa thiện cắn phần từ bồ tát ngồi nơi ngó chuyện luân vương này thì vào qua chúng sanh trong trăm ngàn hương na do ta phật xà vì trần so thế giới phần từ như đơn nguyện trí như lai ở mình cảnh thế giới thường có từ chúng ở các thế giới khác quá hiện tặng bò đến nghe pháo như lai này rồng vì họ mà diện tiên nhân sự bồ sanh chớ từng có một niềm gián đoạn. Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu miệt tri phân thì được sanh về thế giới của phân đó cũng vậy. Bồ Tát an trụ nơi ngôi thanh tịnh kiếm vọng chuyện luân vương. Nếu có ai gặp được quang minh thì ăn được bừng Bồ Tát để thăm địa thiện căn tố anh từ trước phân tự như người được sơ thiện dầu chưa mang chúng đã thấy cung điện ở phạm tiên mà được thọ an lạc nơi phạm thể đại. Bồ Tát an trụ nơi ngôi thanh tịnh kiếm vọng chuyện luân vương phong ma ni kế thanh tịnh hoàng minh. Nếu có chúng sanh nào gặp được quang minh này đều được bừng Bồ Tát để thăm địa thành tổ vô lượng trí huệ quang minh đường mười thứ thanh tịnh nhàn nhàn đến mười thứ thanh tịnh ấy đầy đủ vô lượng thầm tâm tám mươi thanh tu nhũn nhàn thanh tịnh như vậy phần từ gia sự có người đêm mức nè do ta vào sáng yên làm vi trần một vi trần làm một coi lại đêm vi trần số phát sáng đó nghiền làm vi trần những vi trần này đều để trên bàn tay ta cầm đi qua phương đông gọi ngần ấy vi trần do thế giới mới bỏ xuống một vi trần đi mãi đến hết số vi trần ấy chính phương kia cũng như vậy mười phương tất cả những thế giới như vậy họ dính vi trần mặt chẳng dính điều đêm hiệp làm một phần đồ này bộ thô phần đồ như vậy bạn được chẳng bất thế tôn phần đồ như vậy rộng lượng vô lượng kỳ đằng ảnh có chẳng thể nghĩ ban đường. Nếu có chúng sanh nào nghe ví dụ này mà hay sanh được lòng tin điều phải biết lại là kỳ đằng ảnh có phân nói như vậy như vậy như lời của người nói này bồ thủ. Nếu có thiền nam tư thiền nữ nhân nghe ví dụ này mà sanh lòng tin thì nên thọ ký cho người ấy biết định sẽ thành vô tướng danh đằng danh giác sẽ được như lai vô tướng trí huệ này bồ tô giả sơ lai có người đêm ngàn ấy phật sát vi trần do văn đồ rộng lớn như trên đã nói nghiền làm vi trần đội đêm vi trần đầy y theo ví dụ trước mọi mọi bò xuống nhân đền hiệu làm một phần đồ lại nghiền làm vi trần tứ đề như vây lần lượt đến 80 lần tất cả phần đồ quảng đại như vây có bao nhiêu vi trần nhụn nhàn thanh tịnh nghiệp bao cô bồ tát trong một đêm đều có thể thấy rõ cũng thấy trăm mức phần sàng rộng lớn vi trần so phật như gương vá lê trong sành sàng số chiếu mười phần sạc vi trần so thế giới này bồ tụ như vậy đều là phương đứng thiền căn của thanh tịnh kiệm vòng chuyện luân vương 80 lần thanh kính đời phương quang phần hóa nghiêm phẩm vô hiện hành thứ 36 vô hiện đại bồ tát lại báo chung hội bồ tát rằng chớ phần tờ như trương đã nói đây chỉ là tùy theo căn ký tinh nghi của chúng sanh mà lượng nội ứng phần cảnh giới của Như Lai tại sao vậy vì các chúng sanh vô trí lâm mang châm ngà và ngà sơ chấm trương lấy tăng điên đạo nghi làm tạ kiều phân biệt hằng tương ứng với những kiến phượng theo dầu sánh từ xa đó Như Lai nên mới xuống tế chư phần tự tội không thấy một pháp nào là lỗi lầm lớn như chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác tại sao vậy vì chư Bồ Tát sanh lòng sân với Bồ Tát khác thì liền thành tổ trăm vạn chương môn. Những gì là trăm vạn chương môn chính là chương chẳng tại Bồ Đề chương dân nghĩa chánh pháp chương sanh vào thế giới văn tình chương sanh vào ác thu chương sanh vào chỗ nàng chương nhiều bình tạo chương bê nhiều ủy ban chương sanh các loài ngoạn đồn chương khuyệt thiêu trí huệ nhàn chương nhị chương thì chương thiệt chương thắng chương ý chương án tri thân chương án bàn đạn chương chương thánh tu tập tiểu thừa chương thánh gần người phạm ngô chương chẳng
chẳng tin nữa, người có đại oai đừng chương tính. Ở chung với người lìa chẳng kiên chứng sanh, nhà ngoài đạo chương ở cạnh người ma chương, rời phần nhau chương chẳng thấy bạn lành. Chương thiện căn gầm nàng chương thèm phán bấn thiện chương sanh chỗ à lìa chương sanh biên địa chương sanh nhà người án chương sanh trong án tầng sanh trong án lòng ác và xoa án càng tầng ba án a tu la ca lô la cần na la ma la dạ la sáng chương chẳng thích phần pháp chương thính tâm viên trẻ con chương thích tiểu tự chương chẳng ngựa đại tự chương tánh hay kinh sợ chương tâm tường ló rồi chương ngựa thánh sanh tự chương chẳng chuyên phần pháp chương chẳng tình thấy nghe thần thông tự tài của phật chương chẳng được những căn của bồ tát chương chẳng từng thành tịnh hành của bồ tát chương thối kim tâm tâm của bồ tát chương chẳng tâm đại nguyện của bồ tát chương chẳng phạt tâm những tiết chế chương lười biếng đối với bồ tát hành chương chẳng thể trừ sanh can nghiệp chương chẳng thể nhiễm thù đại phương chương trí lưng chẳng thể răng lệ trưởng đoàn trí huệ quán đại chương chẳng ngộ trì bồ tát hành chương chế bài lời những tiếng trí chương xa lìa chưa phần bồ đề chương tính ở cảnh giới ma chương chẳng viên tu phần cảnh giới chương chẳng quyết định và khoan thể của bồ tát chương chẳng thính cùng ở với bồ tát chương chẳng cầu bồ tát thiền căn chương ngã chương tâm thường ngu tới chương chẳng chiều xa vì không thể tận hành hành tí bình đẳng của bồ tát chương sanh phá giới vì chẳng giữ được phần giới chương khởi ngu si não hại sân ngần vì chẳng vào được môn kham nhận chương sanh lười biến vì chẳng thể tận hành bồ tát đại tinh tăng chương khởi tán loạn vì chẳng thể được nhận tâm mười chương sanh ná huệ vì chẳng tu bán nhà bá la mằng chương ở trong xứ phi xứ chẳng tiền xảo chương ở trong sự độ sanh không phương tiện chứng ở trong bồ tát trí huệ chẳng ngây quan sang chứng ở trong pháp bồ tát sừng ly chẳng ngây rõ biến chứng mất như sanh minh vì chẳng tạnh tu bồ tát mười tư mãn quán đại chứng miền như di tâm vì tại chẳng nghe pháp vô ngại chứng thì căn mứ hoài vì chẳng đô tướng hào chứng thành tu thiệt căn vì chẳng thể biện rõ ngự ngôn của chúng sanh chứng thành tu thân căn vì kinh tiền chúng sanh chứng thành tu ấy căn vì tâm nhiều cuộn loạn chứng thành tu thân nghiệp vì chẳng giữ ba thứ luân nghi chứng thành tu ngữ nghiệp vì ăn cởi bốn thứ tội lỗi chứng thành tu ý nghiệp vì nhiều tham sân tà kiến chứng thành tâm cầu pháp chứng đoạn tuyệt cảnh giới bồ tát chứng ở trong pháp bồ tát dụng mạnh sanh tâm thối kiếp chứng ở trong đạo bồ tát xứng ly sanh lòng biển trệ chứng ở trong bốn bồ tát trí huệ quang minh sanh lòng tội dược chứng ở trong bồ tát niệm lực sanh lòng liền dược chứng ở trong như lai giáo pháp chẳng ngày trụ trì chứng ở nơi đạo bồ tát ly sanh chẳng hay thắng càng chứng chẳng hay tu tầm đạo bồ tát không ngữ mắt chứng tỳ thuần chánh vì nhị thừa chứng xa lìa chung tánh tam thế phật và bồ tát chư phật từ niệu bồ tát đối với bồ tát ba sanh một tâm sanh thì thành tu trăm vàng chứng môn như vậy tôi chẳng thấy có một pháp nào lỗi ác lớn như chư bồ tát sanh lòng sanh với bồ tát khang vị thế nên chờ đại bồ tát muốn mô đầy đủ hạnh bồ tát phải xuyên tu mười pháp môn là tâm chẳng xả bồ tát cả chúng sanh ấy là đối với chư bồ tát xem như phật ba la trọn chẳng hủy bàn tấn cả phật pháp môn là biết càng quần đồ không có cùng tầng nắm là rằng có lòng tin mến nơi bồ tát hạnh sâu là chẳng bỏ tâm bình đẳng như không phạm giới bồ đề bay là quan sang bồ đề nhập như lai lượng tám là siêng năng tu tầm bồ ngài biện tài chính là giáo hóa chúng sanh không nhận mọi mười là trụ đời tấn cả thế giới không tâm nhiệm trướng chứ phần tự đại bồ tát căn trụ trong mười pháp này rồi thì có thể đầy đủ mười tứ thanh tịnh một là thông đang thâm thâm pháp thanh tịnh này là thân cần thiện trị được thanh tịnh ba là hộ trì chư phật pháp thanh tịnh bốn là liêu đà khởi không giới thanh tịnh năm là thẩm nhầm pháp giới thanh tịnh sáu là quan sát vô biên tám thanh tịnh bảy là cùng bồ tát đồng thiền căn thanh tịnh tám là chẳng chấm trước các kiếp thanh tịnh chín là quán sáng tam đề thanh tịnh mười là tu hành tận ca những pháp pháp thanh tịnh chư phần tự đại bồ tát trụ nơi mười pháp này rồi thì đầy đủ mười thứ trí quán đại một là trị biệt tất cả tâm anh của chúng sanh hai là
tri biến tất cả nghiệp báo của chúng sanh, ba là tri biến tất cả Phật pháp, bốn là tri biến ly thủ thâm mận của tất cả Phật pháp, năm là tri biến tất cả môn đà la ni, sáu là tri biến tất cả văn từ biến tai, bảy là tri biến tất cả ngôn ngữ âm thanh từ biến tiếng sao của chúng sanh, tám là tri biến thân mình ở khắp trong tất cả thế giới, chín là tri hiện ảnh tương mình ở khắp trong tất cả chúng hồi đạo tràng, mười là trí ở nơi tất cả cho thọ sanh đều đầy đủ những tiếng trí chư Phật từ đại Bồ Tát trụ trong mười trí này, rồi thì được mười thứ phổ nhập một là tất cả thế giới vào một lỗ lâm, một lỗ lâm vào tất cả thế giới, hai là tất cả thân chúng sanh vào một thân vào tất cả thân chúng sanh, ba là tất cả kiếm vào một niệm vào tất cả kiếm, bốn là tất cả Phật pháp vào một pháp vào tất cả Phật pháp, năm là bất cả tiếng sư vào một sư vào bất cả tiếng sư, sáu là bất cả địa căn vào một căn vào bất cả địa căn, bảy là tất cả căn vào phi căn vào tất cả căn, tám là tất cả tượng vào một tượng vào tất cả tượng, chín là tất cả ngôn âm vào một ngôn âm vào tất cả ngôn âm, mười là tất cả tám thế vào một thế vào tất cả tám thế chư Phật từ đại Bồ Tát quan sáng như vậy, rồi thì an trụ mười tâm tấn nhiều, một là an trụ tâm tấn nhiều tất cả thế giới ngự ngôn phi ngự ngôn, hai là an trụ tâm tấn nhiều tất cả chúng sanh tương niệm không cho ý chỉ, ba là an trụ tâm tấn nhiều đôn ráo ư không giới, bốn là an trụ tâm tấn nhiều vô biên pháp giới, năm là an trụ tâm tấn nhiều tất cả Phật pháp tâm bậc, sáu là an trụ tâm tấn nhiều pháp tâm tâm vô sai biện, bảy là an trụ tâm tấn nhiều trừ diệt tất cả nghi lầm, tám là an trụ tâm tấn nhiều tất cả thế bình đẳng vô sai biện, chín là an trụ tâm tấn nhiều tam thế chư Phật bình đẳng, mười là an trụ tâm tấn nhiều tất cả phần lực vô lượng chư Phật từ đại Bồ Tát, an trụ mười tâm tấn nhiều nay, rồi thì được chư Phật pháp thiền sao trí, một là trí thiền sao liêu đạt là xuất sanh Phật pháp thâm thâm quảng đại, hai là trí thiền sao tuyên tiếng các thứ phần, và ba là trí thiền sao chứng nhập phần và bình đẳng, bốn là trí thiền sao minh liệu Phật pháp sai biệt, năm là trí thiền sao nội giải Phật pháp số sai biệt, sáu là trí thiền sao thâm nhậm trang nghiêm Phật pháp, bảy là trí thiền sao một phương tiện vào Phật pháp, tám là trí thiền sao vô lượng phương tiện vào Phật pháp, chín là trí thiền sao biên vô biên Phật pháp vô sai biệt, mười là trí thiền sao dùng tự tâm lực không tối chuyển nơi tất cả Phật pháp chư Phật từ đại Bồ Tát nghe pháp này, rồi đều phải phán tâm cung kính tỏ trì, vì đại Bồ Tát tỏ trì pháp này ít tốn công lực và mau được vô tướng chánh đẳng chánh giác, đều được nay đủ tất cả Phật pháp đều bằng với tâm tế phần, và bây giờ do tăng lực của Phật do pháp như vậy, mười phương đều có mười bất khả tuyệt trăm ngang ngược nó do ta Phật sáng, vì trần sổ tê như chấn động sổ cảnh mưa mây tất cả hòa hương hằng chữ thiên và mấy hương bột y lòng vàng vang ma đi bộ vấn vấn, và cùng vây tất cả đồ trang nghiêm mưa mây những kỳ nhạc mấy chư Bồ Tát, mây bất cả tiếng sáng tướng của Như Lai, mây bất cả tuyệt ca ngợi được Như Lai, lành tay lại mưa mây âm thanh của Như Lai tràn đầy cả pháp giới, mây bất cả tiếng thế giới trang nghiêm, mây bất cả tuyệt tăng trường Bồ Đề, mây bất cả tiếng quang minh chiếu diệu, mây bất cả tuyệt tăng luật thiên pháp như ở thế giới này, thầy đứng Như Lai thành đàn chánh giác nơi Bồ Đề trang, dưới cội Bồ Đề trong Bồ Tát cung điện diện thuyết pháp này, tất cả thế giới trong mười phương cũng đều như vậy, bây giờ do thần lực của Phật do pháp như vậy, mười phương đều qua khỏi ngoài mười bất cả thuyết pháp, sáng vi trần sổ thế giới có mười, và sáng vi trần sổ đại Bồ Tát đến cõi này động đại khắp mười phương, đồng nói rằng lành thay phần tự phổ hiền, có thể nói tâm pháp thọ kỳ thể nguyện rắn lớn của Như Lai phần tự, chúng tôi tất cả đồng hiểu là phổ hiền, đều từ thế giới phổ thằng nơi đức phổ trang tự tại Như Lai mà đến cõi này, đều nhờ tăng lực của Phật duyên thuyết pháp này, ở tăng cá cho tất cả đều bình đẳng như chỗ đã nói, nơi chúng hồi này không có thêm bớt, chúng tôi đều từ ơi tăng của Phật đến đạo tràng này chứng minh
cho Phật tử như tại đạo tràng này chúng tôi mười Phật sáng vi trần số đại Bồ Tát đến chứng minh trong tất cả thế giới ở mười phương cũng đều như vậy. Hiện đại Bồ Tát do tăng lực của Phật do xưng thiên căn của mình quan sang mười phương định khả pháp giới muốn khai thầy Bồ Tát anh muốn tuyên thế Bồ Đề giới của Như Lai muốn nói đại nguyện giới muốn nói tất cả thế giới kiếp số muốn thuyết minh chư Phật tùy thời nghi mà xương thêm muốn nói Như Lai thì chúng sanh căn cơ thân thuộc mà xứng niên cho con dường muốn nói rõ đứng Như Lai xứng thế chẳng buồn con muốn nói rõ đã gieo thiền căn tăng được qua bao muốn thuyết minh đại hoài đứng Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà hiện hình tiêu pháp cho họ khai ngộ nên nói kể rằng Phật tử phải hoan nghê bỏ lìa những chứng cái nhất tâm cung kính nghe hành nguyện của Bồ Tát thờ xưa chư Bồ Tát tôi tăng nhân sư tử như kia đã tu hành tôi sẽ tương tự nói cùng nói như kiếm số thế giới và các nghiệp và đền đăng vô đẳng ở đó mà xuân thế quả cứ phần như vậy đại nguyện mà xuân thế thế nào vì chúng sanh diệt trừ những khổ nạn tất cả luân sư tử tìm nói tố đã mang được phần bình đẳng pháp căn giới nhân tiên tri thấy ở đời quá khứ tất cả nhân sư tử phóng lưới đại quang minh chiếu khắp mười phương cõi tự di phát nguyện này ta sẽ làm tế đăng đại độ Phật công đức tâm lực nhân thiết trí tất cả các chúng sanh quá nặng tham sân si đã sẽ điều cố toán khiến gì có án đạo phát thể nguyện như vậy kiện cô không tối chuyện tu đủ hành Bồ Tát đường mười vô ngại lực thể nguyện như vậy rồi tu hành không tối kiếm cho làm điều không luôn yêu là luôn sơ tờ trong một kiện kim ngàn văn hiện ra đời phổ nhang của chư Phật tôi sẽ tư để nói như trong một hiện kiếp vô lượng kiếp cùng vai cho làm phần vị lai tôi sẽ phân biệt nói như một Phật sang chủng vô lượng coi cúng vai đặng tâm lược vị lai còn hình nay tôi nói Phật sự thế kế nhau tề nguyện tề danh hiệu tề kia được thọ kia tề kia tu thọ mang tề chánh pháp đa tu chuyên cầu đạo vô ngại tề chúng sanh được độ chánh pháp trụ thế gian tề phân đồ đã tinh chúng sanh và pháo luân diệt tiêu thời vi thời thử để đồ quần sanh tề nghiệm của chúng sanh cho làm và tinh hiệu thượng trung hạ chấn động độ họ khiến tố tâm vào nơi trí như vậy tự nhiên hành tôi thắng thường làm nghiệp phổ hiền đồng độ cả quần sanh tăng nghiệp không chướng ngại ngự nghiêm đều thanh tịnh ý hành cùng thánh tịnh tạm thế đều vay cả vô năng tu như vậy rộng rãi đạo phổ hiền sự sanh trí thanh tịnh chiêu khắp cả pháp giới nhận kiếm đời vì lại coi nước quá khả thuyền một niềm đều biến rõ nơi đó không phân biệt hành giả hay số nhập bừng tôi thắng như vậy nhưng vào Bồ Tát này tôi sẽ nói phần lịch trí huệ vô biến tế thông đạt Phật cảnh giới tất cả đều khéo vào chỗ làm chẳng tối chuyện đầy đủ huệ phổ hiện viên mạng nguyện phổ hiện vào nơi trí vô đẳng tôi sẽ nói hành đó trong một ví trần đều thấy các thế giới chúng sanh nếu ai nghe mê lần tâm nghi cuộn nhớ mộng vi trầm tất cả trần cũng vậy thế giới đều vào trong bậc tư nghi như vậy trong mọi trần đều có thâm phương tam tế pháp cõi lời điều vô lượng đều hay phân biệt biết trong mọi trần đều có vô lượng những cõi vật chúng lời điều vô lượng đời một trần đều biết trong vạn giới chỗ có nhiều thứ những gì tư các lời điều say khán đều hay phân biệt rõ thẩm nhập trí vi tế phân biệt càng thế giới tất cả kiếp thanh ngoài đều hay thiết rõ ràng biệt nhân kiếp dài ngắn tam thế tương nhân niệm các hành động chẳng đồng đều hay phân biệt rõ vào sau các thế giới rộng lớn chẳng rộng lớn một thân vô lượng cõi một cõi vô lượng thân trong mười phương chỗ có nhân thế giới di loại rộng lớn vô lượng tư tất cả đều được biến trong tất cả tam thế vô lượng cả quân độ này đủ trí thâm tâm đều biết kia thành bài mười phương các thế giới có thành hoặc có hoại bất cả tiếng như vậy hiện được địa sâu rõ hoặc có
những quấn đồ nhiều lại được nghiêm xương các loài còn trang nghiêm đây do nghiệp thanh tịnh hoặc có các thế giới vô lượng thứ tạm nhiệm đây do chúng sanh cảm tất cả đúng như nghiêm vô lượng vô biên cõi rõ biết tướng một cõi và các cõi như vậy số đó chẳng biết được tất cả các thế giới đều vào trong một cõi thế giới chẳng là một lại cũng không tạm loạn thế giới có ngựa ấm hoặc cao hoặc lại thấp đều là chúng sanh tương đều hay phân biệt biết những thế giới rộng đại vô lượng và vô biên biết nhiều thứ là một biết một là nhiều thứ các phần tử phổ hiện đều dùng trí phổ hiện biết rõ số các cõi sợ nó không ngăn mê biết thế giới nhiều cõi hoa chúng sanh nó pháp mất chưa phần mất tất cả đều rộng ráo tất cả các thế giới cõi vi thế cõi lớn nhiều thứ trang nghiêm là đều do nghiệp gây ra vô lượng chư phân tử khéo hâm nhập pháp giới thân bằng lực tự tại cùng khắp cả mười phương kiếp bằng số chúng sanh nói tên những cõi đó cũng chẳng nói hết đường chỉ trừ Phật khai thị thế giới và Như Lai những danh hiệu sai khác trải qua vô lượng kiếp nói đó chẳng thể hết huống là tri tối thắng tam đế những Phật pháp từ nơi pháp giới sanh đầy khắp Như Lai địa niệm thanh tịnh vô ngại tuệ vô biên vô ngại phân biệt nói pháp giới được đến nơi bị ngàn quá khứ những thế giới quang đại và vi tế tu tâm chỗ trang nghiêm một niệm điều viên được bừng nhân sư từ đó tu tâm dựng hành phân thành bừng đẳng chánh giác thì hiện nhân tự tại giữ bấy nơi vị lai thứ đệ vô lượng kiếp có bao nhiêu Như Lai Bồ Tát đều biết được có bao nhiêu hành nguyện có bao nhiêu cảnh giới như vậy xin tu hành trong đó thành chánh giác cũng biết chúng hồi kia thọ mạng qua chúng sanh dùng các pháp môn này vì chúng chuyển pháp luân Bồ Tát biến như vậy trụ bậc phổ hiền hành trí huệ đều rõ ràng xuất sanh tất cả phật đời hiện tại hiện có tất cả những phần đồ vào sau những cõi này thông đạt nơi pháp giới trong những thế giới kia hiện tại tất cả phần đời pháp được tự tại công lương không trở ngại cũng biết chúng mọi kia sức tinh đồ ẩn hoa tăng vô lượng ứng kiếp thường tư duy việc này đừng điều ngờ thế tôn cho có ai thần lực tăng trí huệ vô tận tất cả đều được biết số sanh mất vô ngại nhị thì thắng vô ngại lưỡi rộng dài vô ngại hay khiến chúng hoan hề tâm tối thắng vô ngại rộng lớn khắp thanh tịnh trí huệ khắp tràn đầy đều biết pháp tam tế khéo hồng tất cả hóa cõi hóa chúng sanh hóa thể hóa đều phồn hóa rung đáo hóa bị ngàn thế gian những sai khác đều do nơi tưởng trụ nhập phần phương tiện trí nơi đây đều biết rõ bậc ca tuyệt chúng ngồi mọi mọi vị hiện thân đều khiến thấy Như Lai độ thoát vô biến chúng trí chư phần rất sâu như mừng nhật hiện ra trong tất cả cõi nước hiện hiện khắp không dứng rõ to cán thế gian nhà danh không có tiền chúng sanh và thế giới như mộng như quang ảnh đời ca pháp thế gian chẳng sanh chấp phân biệt người khéo rời phân biệt cũng chẳng thấy phân biệt vô lượng vô số kiếm hiểu đó tướng một niệm biết niệm cũng vô niệm như vậy thấy thế gian vô lượng các cõi nước một niệm điều siêu việt trải qua vô lượng kiếm chẳng động nơi bổn sơ bất cả tiên những kiếm tức là khoảng giấy lan chẳng thấy già và ngắn rung rao pháp xét na tâm trụ nơi thế gian trụ nơi tâm nơi đây chẳng vòng khởi phân biệt hai chẳng hai chúng sanh thế giới kiếm chư phần và phạm pháp tất cả như hiện hóa pháp giới đều bình đẳng khắp mười phương cõi tiền vô lượng thân biết tăng tự duyên cõi rung ráo không cho chấm đi nơi trí vô nhị xưng hiện nhân sơ tờ chẳng cho pháp vô nhị biết không ai chẳng hai rõ biết cả thế gian như dương diệm như ảnh như văn cũng như mộng như huyền như biên hoa thì thường nhập như vậy cho sơ hành chữ phân thành tu trí phổ hiền chịu khám thâm pháp giới chúng sanh coi niệm trước tất cả đều bỏ lìa mà khởi tâm đại bi tình khắp các thế gian bồ tát thượng chánh niệm lần diệu pháp sơ tờ thành tình như không mà khởi đại phương tiện thấy thế gian mê đạo phản tâm đều cứu độ
sở hành đều thanh tịnh, cùng khắp các thế giới chư Phật và Bồ Tát, Phật pháp thế gian pháp đều thấy tánh chân thiệt, tất cả vô sai biển như lời tạng pháp tăng vào khắp trong thế gian, dẫu ở tại thế gian mà không nhiễm thế pháp, ví như nước trong sạch anh tự không lai cư, pháp tăng khắp thế gian nên biết cũng như vậy, rời nhiễm trướng như vậy, thân thể đều thanh tịnh lặng dừng như không, tất cả không có sanh, biệt thân là vô tận, không sanh cũng không diệt, chẳng thường chẳng vô thường, thì hiện các thế gian trừ diệt các tà kiến, khai thị nơi chánh kiến, pháp tánh không lai khứ, chẳng dòng ngã ngã sợ, thế như nhà hiện tự hiện hiện các sự vọng, không từ đâu sự đến, sự đi không về đâu, hiện tánh chẳng hư lượng, cũng chẳng phải vô lượng, ở trong đại chúng kia thì hiện lượng vô lượng, dùng tâm tình định này tu tâm nhưng thiện căn xứng sanh tất cả phần, chẳng lượng chẳng vô lượng, vô lượng và vô lượng thấy đều là vọng tưởng, thấu rõ tất cả loài chẳng trong lượng vô lượng, pháp tâm tâm của phần rộng lớn rất tình duyên, trí tâm tâm vô lượng biết các loài thầm tâm Bồ Tát Địa Mê Đạo, tâm tình thương tương tụng khéo dùng xứng thần thông, độ vô lượng chúng sanh kẻ chưa an kiến an, đang chỉ đạo tràng không phạm giới như vậy, nơi tâm không chấm trướng, chẳng trụ nơi thiệt tế, chẳng nhập nơi niết bàn, không thời gian như vậy, khai ngộ các quần sanh, pháp số chúng sanh số biết rõ, chẳng không mưa những pháp vụ, nhưng đây cả thế gian, ở không cả thế giới, niệm niệm thành chánh giác, mà tu hành Bồ Tát, chưa từng có thói chuyện, thời gian cả tứ thân, tất cả đều biết rõ, biết thân pháp như vậy, đi được thân chư Phật, biết không cả chúng sanh, những kiếp và những coi, mười khương không bờ mê, biện trí đều nhầm cả, thân chúng sanh vô lượng, vì họ mà hiện thân, thân của Phật vô lượng, người trí đều xem thấy, trong một niệm biện rõ, chữ như lời xuất hiện, trải qua vô lượng kiếp, cả người không thể hơn, chư Phật hay hiện thân, sự sơ nhầm niên bàn, trong một niệm vô lượng, xa lời đều sai khác, đời vị là như vậy, có ai có phân qua, thăm bồ đề vô lượng, trí quyết định đều biết, trong tâm thế như vậy, có bao nhiêu như là tất cả đều biến được, gọi trụ hành phổ hiện, phân biệt biến như vậy, vô lượng cả hành đi, bảo nơi cho trí huệ, pháp đó chẳng thối chuyện, trí vi diệu rộng lớn, thâm nhập cảnh Như Lai, nhầm rồi chẳng thối chuyện, gọi là vô hiện hệ, tất cả đấng tối thắng, vào khắp cảnh giới Phật, tu hành chẳng thối chuyện, được vô thượng bồ đề, tâm vô lượng vô biến, nhưng nghiệp đều sai căn, đều do tưởng mê nhóm, bình đẳng đều biến rõ, nhiệm mô chẳng nhiệm mô, tâm học tâm vô hồng, bất cả thiết nhân tâm, trong mười niệm đều biết, biết rõ chẳng một hai, chẳng nhiệm cũng chẳng tình, cũng lại không tạp loạn, đều từ tâm xương sanh, đều thấy rõ như vậy, tất cả các chúng sanh, tâm tưởng đều chẳng đồng, khởi căn từ thế gian, dùng phương tiện như vậy, tu những hành tôi ta, từ phương pháp hóa sanh, được gọi là phổ hiền, chúng sanh đều vọng cơ, tưởng lành như các loại, do đây họ sanh thiên, họ bị đọa địa ngục, Bồ Tát Quán Thế Gian, do nghiệp vọng tưởng sanh, vì vọng tưởng vô biên, thế gian cùng vô lượng, tất cả các quán độ, lời vọng tưởng hiện ra, vì phương tiện lời huyền, mong niệm đều vào được, nhận gì thì thiệt thắng, ý căn cũng như vậy, thế gian tưởng sai khác, bình đẳng đều hay vào, mỗi mỗi cảnh giới nhang, vô lương nhang đều vào, những thứ tánh sai biệt, vô lương bất khả thiết, cho đầy vô sai biệt, cùng lại không tạp loạn, đều tùy nơi tự nghiệp, thọ dung hòa báo đó, sức phổ hiện vô lượng, đều biến tất cả kia, tất cả cảnh giới nhạc, đại trí đều hay nhập, cảnh thế gian như vậy, đều hay phân biệt biến, mà tu tất cả hành, cùng lại không tới chuyện, vòng thiết chúng sanh thuyền, nhận đến quân đô thiết, tạm tề thiết như vậy, đều đó biến tất cả, vị lai trong quá khứ, hiện tại trong vị lai, tâm tế lặng thấy nhau, mọi mọi điều rõ ràng, như vậy vô lượng thứ, khai ngộ các thế gian, những tiếng trí phương tiện, biến tế bất khả đăng.